Xin chào anh em, tiếp tục hành trình đi khám phá xe điện ở Canada, những mẫu mới nhất. Xin mời anh em chiêm ngưỡng siêu phẩm BMW i7, một trong những sedan xe điện đắt nhất của BMW. Mức giá của nó bản bay nó khoảng độ 150.000 đến hơn 200.000 cho bản full option. Đó, đây tương đương với khoảng độ 4 tỷ Việt Nam đồng chứ mấy. Đô ở đây là đang là đô Canada anh em nhé. Thì đây nó thiết kế ngoại thất của BMW, thì nó gọi rằng là đây là cái thiết kế gọi là iconic, tức là thiết kế đặc trưng của BMW, có thể nhận ra được xe BMW một cách dễ dàng. Đèn pha phía trước và các cái nút ấn ở trong xe thì là được thiết kế theo dạng crystal, tức là pha lê. Nhìn nó như là những cái viên pha lê góc cạnh. Xin chào anh em. Trước khi mà đưa anh em vào bên trong nội thất để mà sờ nắn cái con xe này, thì là tôi muốn nói một vài cái tính năng rất là hay, rất là siêu, gọi là cao cấp của cái con xe này, mà tôi chưa có cái cơ hội để mà mình thử và quay lại cho anh em ở trong cái lúc mà đi thăm thực tế đấy. Thì đầu tiên phải kể đến đấy là cái cửa tự động. Cái cửa tự động thì ở trên cái tay lái ấy, mình thấy nó có cái nút nó tròn, nó giống cái camera, nhưng mà đấy đó chính là cái nút ấn để mà mở cửa tự động đấy. Thì là cái tính năng nó sẽ như thế này: khi mà mình ấn một cái vào cái nút đấy ấy, thì là cái cửa nó sẽ tự mở ra đấy, xong mình vào thì nó lại tự đóng lại đấy. Rất là hay, tại vì là nhiều lúc tay mình cầm đồ nhiều chẳng hạn, mình đang cầm cốc nước rồi mình đang cầm giấy tờ hay gì đấy, thì mình ấn một cái thì là nó mở ra, xong nó vào chui vào xe cái thì nó lại đóng lại cho mình đấy. Rất là hay. Ngoài ra nó cũng có thể là mở được ở trên cái chìa khóa xe, mở giống như chìa khóa xe, thì mình bấm một phát là nó cũng mở ra, xong rồi bấm một cái thì nó đóng lại, thì có thể cài đặt được là mở bao nhiêu cửa như thế nào. Rồi là cái tính năng tự động đấy thì cũng có thể là điều khiển được từ cái người lái, ví dụ như người lái muốn mở, đang ngồi trong tay lái nhé, và trên bàn điều khiển muốn mở cửa nào, bấm cửa nào cái là nó mở ra. Ơi, rất là hay. Tính năng thứ hai cũng rất là hay đấy là cái và cao cấp đấy là cái giảm sóc của nó, nó gọi là adaptive cái gì nhỉ, tôi à không phải nó gọi là cái option gọi là comfort pro, tức là lái xe êm dịu. Thì êm dịu thì là cái trên cái giảm sóc của nó có những cái hệ thống gọi là điều khiển từ cái máy tính trung tâm mà nó thông minh, mức là khi mà nó nhận ra đường gập gồ ấy là nó sẽ thay đổi cái mức độ giảm của cái giảm sóc, giống như kiểu là chắc tôi nghĩ là nó sẽ thay đổi cái độ dài độ rộng gì đấy, nó có cái, nhưng mà đại loại nó có điều khiển rất là tinh vi, cái bộ máy xử lý của nó chắc phải tốc độ cực kỳ nhanh thì mình có thể làm được cái việc đó. Thì trước đây thì mình nghe cái giảm sóc gọi là cái gì hơi các thứ rồi đấy, nhưng mà cái này thì nó là bằng điện tử, nó bằng điện tử, cái hệ thống nó xử lý như nào đấy rồi nó làm cho cái cảm giác thứ ba đấy là cái đèn của BMW thì là nó có cái đèn nó có gọi là adaptive headlight, thì nó sẽ thay đổi cái độ sáng tùy theo cái tốc độ xe hay là chất lượng của đường. Nếu mà đường xấu nó sẽ tăng độ sáng lên để mình có thể phát hiện ra được những cái chướng ngại vật hay là gì đó, để nó tăng độ sáng của cái đèn lên. Nó cũng tiết kiệm năng lượng nữa, tiết kiệm xăng, tiết kiệm pin nữa. Và cái nữa là cái nó gọi là không cần phải thay đổi giữa cốt và pha nữa. Nếu mà để cái chế độ tự động đấy thì cứ có xe ngược chiều cái là nó sẽ cụp cái đèn xuống, và khi mà đường vắng cái thì nó lại kênh cái đèn lên để mình đi nhìn xa ra đi. Một cái option nữa đấy là ở trên xe ở phía sau ấy, nó có một cái màn hình siêu lớn như thế này, nó gọi là movie, gọi là rạp chiếu phim ở trong xe, to dài như này, cong đấy, cái màn hình của nó. Thì là cái đấy nó gọi là để mà giải trí ở phía sau. Hệ thống âm thanh của nó thì thôi rồi luôn, nó lên tới 1.900W. Mình tưởng tượng là anh em mình bình thường ở nhà chắc là nghe cái loa 1.000W đã thấy khủng khiếp lắm rồi, mà xe của nó này trong hệ thống này nó gọi là âm thanh kim cương anh em ạ, kim cương. Thì tôi đặt cái tên nghe rất là phê luôn, kim cương nhá. Thì kim cương, âm thanh kim cương ấy, và nó có tích hợp luôn quả cái với cả Amazon Movie luôn.
tức là mua cái xe này là được xem phim trên 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 Amazon. Đó thì cái màn hình của nó thì khủng luôn. Nhưng mà tôi ở cái chỗ showroom đấy thì nó chưa có cái màn hình đấy, nhưng mình chỉ được xem ở trên 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 trang web thôi. Cái màn hình giải trí ở phía sau. Gì nữa nhỉ? Thứ ba thứ tư rồi đúng không? Còn những cái mà kiểu như là tự lái rồi hỗ trợ chuyển làn rồi điểm mù rồi cái gì hỗ trợ lái cái thứ thì nó những cái đấy thì có từ lâu rồi, thì tất nhiên trong cái Tiếp này theo được cái thứ tư, cái năm là cái đánh lái bốn bánh. Bốn bánh tức là sao? Tức là anh ngồi trên tay lái, anh bật cái chế độ đấy, anh có thể xoay được cả bốn bánh luôn. Đó, xoay một lúc bình thường mình chỉ quay được cái bánh lái phía trước thôi, nhưng mà đây nó quay được cả cái bánh lái phía sau. Thế thì nó giống như kiểu là mình đỗ xe vào, nếu mà những cái trường hợp mà cái khoảng cách đỗ nó chật quá, hoặc là người nào mà lái nó đỗ nó không quen ấy, mà nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đến đỗ song song hai xe phát bật cái chế độ đấy, ủn cái vào. Giống kiểu xe nó sẽ đang như này, nhưng xe nó tích tiền, xe như này nó tích tiền vào cái gọi là chế độ auto record, tức là trong cái camera trong khoang lái và bên ngoài, tôi nghĩ cả bên ngoài nữa, nó sẽ tự động ghi lại trong vòng 30 giây trước và sau khi sự cố xảy ra. Như vậy là nếu mà mình đang lái mà có tai nạn chẳng hạn, hay là có sự cố gì nghiêm trọng cái, thì là nó cái chế độ nó active và nó tự động nó ghi Một lại. cái tính năng nữa rất hay đấy là cái màn hình smart ở trong xe. Tức là khi mình vào một cái là cái hệ thống camera ở trong nó nhận ra cái khuôn mặt của mình, nó nhận ra là ai là người lái, ai người lái một, ai là người lái hai, thì nó sẽ tự động cài đặt đưa về, không không phải ấn nút nữa. Đấy, tức là vào cái là nó nhìn cái nó nhận ra mình luôn, nó nhận ra ông chủ luôn. Thế là nó sẽ đưa về những cái setting, những cái cài đặt mà mình muốn trước đó. Đấy, rồi là có thể điều khiển bằng giọng nói nữa, tức là mình có thể hey BMW giống kiểu như hey Siri. Đấy, xong rồi nói nó muốn làm cái gì nó làm theo, ví dụ như mở cửa nọ mở cửa kia, vào một cái là muốn mở cửa cho vợ đằng sau hay mở cửa cho con đằng sau, cái là nó sẽ tự động nó mở ra. Bây giờ đưa anh em vào trong để sờ nắn nội thất bên trong của nó xem thế nào nhá. Đấy, cái nút ấn đây này, cái nút này ấn này là cái nút ấn cửa mở tự động đấy, nhưng mà xe này đang đỗ đang demo nên là không không mở tự động được. Anh em có thấy cái giải lấp lánh ở táp lô không? Đấy chính là kiểu như là nó thiết kế theo dạng kim cương ấy. Ui này, đấy, cái bảng điều khiển của nó này, đấy, màn hình này, đấy. Tay lái trông phê lắm anh em ạ. Đây đằng sau nó này, đấy, nhìn cái tay chỗ để tay của nó kìa. Ấn này mở nha, cốp rộng lắm, đèn rồi là có hai hai cái cổng sạc này. Bây giờ toàn cổng cạc chuẩn C hết. Còn trên này thì là có hai cái chỗ để cốc và khoang sạc không dây này. Đấy, các cái ấn nước của nó này cũng trơn mượt lắm, nút này xoay thì sướng lắm anh em ạ. Đấy, cảm giác xoay nó kiểu như là nó êm, mà nó kiểu các cái lẫy của nó tịch 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 tịch. Đấy, nút ấn để mở mở cốp này, không phải cốp mà là ôi, ôi, nhìn này. Ê, phê lắm anh em ạ. Đấy, nhìn nó sang. Chui ra ngoài thì thấy cái viên kim cương kia không, lấp lánh ấy. Cửa này là cửa hít nhá. Rồi đi rồi, bây giờ mời anh em chui vào phía sau nhá, ngắm ở phía sau xem nào. Ui, đấy, nhìn đằng sau này, khoang sau, nhìn ghế của nó này. Cái ghế này ở bên trên là nó có tích hợp loa chỗ kê đầu rồi nhá. Đấy, nghe nó sẽ âm thanh cực hay. Này, nhìn cái điều khiển bên cánh lái của nó này. Đấy, cái màn hình này nó tương đương với cái điện thoại, nó 5 inch. Có thể điều khiển được nhiệt độ rồi là cái điều khiển các cái màn hình giải trí ở phía sau. Chỉnh ghế, chỉnh ghế, sưởi thiếu các thứ. Đấy, đẹp không?
Trông phê lắm anh em ạ. Ngồi sạc này. Đấy, cổng sạc. Cổng sạc chỗ này thì không biết là để điện thoại vào đâu nhỉ. Cả chắc là đút vào kia. Ở dưới này nó có sạc không dây. Đây, khoang để đồ về sau này. Đấy, tay. Đây là cái để cốc. Và có cái khay. Đấy, sạc không dây này. Đấy, sạc không dây nhá. Trông chật như quả quất anh em ạ. Tổng loa của nó thì thôi rồi. Cái loa này có thể lên đến 1900W cơ mà. Dàn loa. Đấy, đây là các cái cửa mở đều ấn nút hết. Đấy. Phục vụ cho cái cửa tự động này. Đóng liếc sướng lắm. Đây này, đây anh em có nhìn thấy cái nút này không? Cái nút, đây chính là cái nút ấn cho cửa tự động đấy. Đấy. Xem cái màn hình điều khiển này của nó có những cái gì nhá. Đây, nó có một cái app này. Đầu tiên là cái màn hình home dạng kiểu như này thì bao giờ là cái bản đồ này. Đấy, bản đồ này thì sử search cái bản đồ này của nó cho mình nhá. Ví dụ như là BMW này. Thì search thì nó ra cái gì nhá. Ví dụ như này. Đấy, BMW thì nó ra một loạt BMW này. Ví dụ như mình sẽ đi ra cái BMW này. Xem nào. Nearby start the guide nhé. Đấy, nó sẽ hướng dẫn đường này. Đấy, đường này, bản đồ của nó cũng ra các option này. Rất là thông minh luôn. Rất là thông minh, không khác gì Google luôn. Đấy, bản đồ nhá. Các option này. Đấy, bản đồ này của nó cũng rất là ngon. Đấy, bây giờ mình thử search cái, bấm cái search. Khi mà search nó phải ra được cái các cái gợi ý ấy. Mình ghét nhất là ra không có ra cái gợi ý gì, search đến chết luôn. Ví dụ như là 1475. Thấy không? Nó ra cái gợi ý nhé. Đây à, hay không? Nó ra cái gợi ý này. Đấy, thì như ví dụ như nhà tôi là nó ra gợi ý thì mình search nó nhanh. Đấy, các cái thông minh nó là khác ở chỗ đấy. Sớt mà không ra mà kịch bạc bàn phím nó cầm sướng luôn. Rồi xong rồi đây là ra cái hàng này là cái gọi là các cái ứng dụng nó có thể điều khiển được ở dưới này. Đấy, xoay như này đấy. Ui rồi xoay này sướng lắm. BMW ID Assistant. Đấy. Trợ giúp AD Charge Climate Display, door and window. Tôi xem door and window là cái gì. Lock có từ các chế độ cài khóa. Mình không biết back cái này như nào. Ok. Không, không này. Quay lại cái app này. Tôi chưa biết là cái ấy nó ở đâu. Cái mà nó gọi là đóng mở cái cửa sổ trời ấy. Số trời nó là đâu. Cái này là exterior light, đèn ở ngoài nhà, đèn đỗ xe, đèn trái, đèn phải, các kiểu setup ở đây, các kiểu setup ở đây. Ghế này, ghế thì nó sấy ghế massage các thứ này, massage này. Rồi là clean climate, nhiệt độ điều hòa, làm mát sưởi ấm ghế. Còn cái này là các cái thông tin đài FM, message navigation. Meditation specifically for you that helped you heal from years of working with such a high stress. Âm thanh nó hay lắm, trong vắt. Âm thanh nó trong hay, hay lắm. Còn đây là thông tin về xe này, cài đặt các cái cài đặt trong xe này, sạc này, rồi, các kiểu sạc này, các kiểu chọn sạc này. Cái gì đây? Display. Door and window. Tôi xem door and window này xem nào. Tôi nghĩ cái này chắc là cái đuôi chắc chống trộm này. Tôi
chưa biết là cái ấy nó ở đâu. Trời ơi, màn hình nó phê lắm anh em ạ. Màn hình kiểu thiết kế kiểu tràn như này. Bên này là màn hình hiển thị km rồi là các thứ. Đấy, còn bên này là ứng dụng. Oh my god.